Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục ưu tiên cân đối vốn để đầu tư nâng cấp các tuyến đường thủy nội địa kết nối Hải Phòng với các địa phương. Thúc đẩy hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính phủ số qua việc hướng dẫn sử dụng tài khoản VNEID. Sở Y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết sau bão, đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, bến tàu Lạch Huyện là một số dự án trọng điểm sẽ được Bộ Giao thông Vận tải dự kiến triển khai trong thời gian tới. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục ưu tiên cân đối vốn để đầu tư nâng cấp các tuyến đường thủy nội địa trung ương kết nối thành phố Hải Phòng với các địa phương theo quy hoạch nhằm nâng cao năng lực vận tải thủy, đặc biệt ưu tiên thực hiện dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường thủy Quảng Ninh – Hải Phòng – Ninh Bình qua sông Luộc. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải đang giao Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam lập đề án nâng cao năng lực vận tải container trên tuyến đường thủy nội địa Bắc Ninh – Hải Phòng làm cơ sở đầu tư trong giai đoạn tiếp theo. Khu bến container Lạch Huyện đến năm 2027 sẽ có 8 bến, từ bến 1 đến 8, với tổng chiều dài là 3.300 m và năng lực thông qua hàng container đạt 6 triệu tiêu, phù hợp lộ trình quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa hiện nay và trong thời gian tới tại khu vực. Trong việc đầu tư các cảng khu vực Nam Đồ Sơn, theo Bộ Giao thông Vận tải, khu bến Nam Đồ Sơn được quy hoạch chức năng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế. Hiện nay, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển. Trong đó, đến năm 2030 sẽ hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác hai bến khởi động tại khu bến Nam Đồ Sơn. Bão số 3 vừa qua đã làm cho phần lớn diện tích lúa vụ mùa bị ảnh hưởng, gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất. Qua đánh giá sơ bộ ban đầu, khả năng sản lượng lúa mùa năm nay chỉ bằng 50% kế hoạch. Theo đánh giá sơ bộ đến ngày 14 tháng 9, bão số 3 đã làm ảnh hưởng, thiệt hại hơn 25.500 hectare lúa vụ mùa, bằng hơn 91% diện tích gieo cấy. Trong đó, khoảng hơn 10.000 hectare lúa bị thiệt hại hơn 70%, nên khả năng sẽ bị mất trắng, không thể thu hoạch. Gần 6.000 hectare lúa bị thiệt hại nặng từ 50 đến 70%, ảnh hưởng lớn đến năng suất và sản lượng lúa vụ mùa. Qua kiểm tra của các cơ quan chuyên môn, đối với phần diện tích lúa chỗ trong tháng 8, cơ bản không bị ảnh hưởng nhiều. Diện tích lúa chỗ từ đầu tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 bị thiệt hại nặng. Lúa đang chỗ không có khả năng vào hạt. Lúa đang làm đồng, nứt bẹ bị gãy, dập đồng, bộ lá công năng bị rách, dập nát ảnh hưởng đến khả năng quang hợp và năng suất lúa. Những diện tích lúa giai đoạn đẻ nhánh, phân hóa đồng bị ngập kéo dài, ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lớn, nhiều diện tích lúa bị táp, dập nát lá, ngập úng là môi trường thích hợp cho một số loại nấm, vi khuẩn xâm nhiễm và gây hại. Vì vậy, các địa phương và người nông dân cần khẩn trương vệ sinh đồng ruộng đối với những diện tích lúa ngập sâu, không có khả năng phục hồi. Phun, bổ sung phân kali cho những diện tích lúa đang bị hư hại, ảnh hưởng. Phun phòng các loại sinh vật gây hại theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn để giúp cây lúa có thể hồi phục, phát triển và cho thu hoạch. Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh và mưa bão gây ra. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, người dân sẽ chỉ sử dụng ứng dụng VNEID để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian. Chỉ qua một số thao tác, thông tin cá nhân của chị Phạm Thị Hằng ở thôn Cẩm La, xã Tự Cường đã được tích hợp trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Những thuận lợi này có được khi chị Hằng được cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính xã Tự Cường hướng dẫn sử dụng thông tin từ tài khoản VNEID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tôi thấy thực hiện trực tuyến VNEID rất là nhanh chóng và được cán bộ hướng dẫn rất là kỹ càng thì chúng tôi thì tôi thấy rất là hài lòng. Thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, trong 8 tháng năm nay đã tiếp nhận và giải quyết hơn 900 hồ sơ trực tuyến. Trong đó, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng tiếp nhận gần 400 hồ sơ, còn lại là hồ sơ từ các xã thị trấn. Tài khoản định danh điện tử giúp ích cho cái giảm chi phí đi lại, chi phí về giấy tờ, thủ tục. Mà bên cạnh đó thì công tác quản lý cũng tiện lợi hơn rất nhiều. Với việc sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử VNEID trong thực hiện thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công sẽ nâng cao yếu tố xác thực, bảo đảm đúng người, đúng thông tin,
Đồng thời, dữ liệu sẽ dễ dàng liên thông giữa các hệ thống. Đây cũng sẽ là một bước chuyển mới trong việc thực hiện hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng chính phủ số, mang lại thuận tiện và an toàn cho công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính công. Cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Nhưng nhờ tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhiều cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp đã sẵn sàng hỗ trợ để giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Ngay khi cơn bão đổ bộ, ngôi nhà của bà Hoàng Thị Ngọc là hộ cận nghèo ở tổ dân phố Cầu Vồng, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn bị hư hỏng nặng. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, bà phải di chuyển tá túc tại nhà con gái và ngôi nhà cũng chưa thể khắc phục, sửa chữa sau bão. Nhận được sự hỗ trợ của trường mầm non ngôi nhà Hugo, những ngày tới, với sự hỗ trợ của gia đình dòng họ, ngôi nhà của bà sẽ sớm được sửa chữa. Gia đình bà Ngọc là một trong số những hộ dân được nhận sự hỗ trợ kịp thời từ trường mầm non ngôi nhà Hugo thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế HTC. Trước đó, đơn vị này đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến với những hoàn cảnh khó khăn của huyện Cát Hải và quận Ngô Quyền. Ngoài việc đến thăm tặng quà trực tiếp tới các gia đình, trường mầm non Hugo còn gửi tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương một phần kinh phí để cân đối tiếp tục hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn khác. Cơn bão vừa qua thì đối với doanh nghiệp thì cũng ảnh hưởng rất nặng nề. Nhưng mà với tinh thần trách nhiệm và cống hiến thì Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng cũng như là các doanh nghiệp của Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng cũng sẽ vào cuộc để đồng hành hỗ trợ các bà con cùng với thành phố để hỗ trợ bà con những cái gia đình mà gặp nhiều khó khăn nhất. Vừa qua thì chúng tôi đã triển khai ở huyện Cát Hải với kinh phí là 300 triệu đồng. Tới thì chúng tôi sẽ triển khai khảo sát ở các địa bàn trên quận huyện, trên thành phố. Thì chúng tôi cũng sẽ khảo sát được các hộ mà có điều kiện thực sự khó khăn thì chúng tôi sẽ hỗ trợ xây sửa nhà trong thời gian tới. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vì vậy, trong bối cảnh khó khăn chung sau khi cơn bão đi qua, mọi sự đóng góp, chia sẻ cùng nhau đều rất đáng trân quý. Mọi sự đồng hành hỗ trợ nhau trong lúc này sẽ giúp mọi người có thêm nguồn động lực lớn lao, mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống. Dịch bệnh sốt xuất huyết có thể bùng phát sau bão lụt khi môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi nước thải, rác thải, hóa chất, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh trong cộng đồng. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong tuần từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 9, toàn thành phố ghi nhận hơn 1.340 trường hợp mắc sốt xuất huyết, so với tuần trước số mắc tăng 1,7% và ghi nhận 160 ổ dịch mới. Tích lũy từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận gần 15.180 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 60,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Các quận huyện có số ca mắc cao trong tuần là Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An và Hồng Bàng. Tuy nhiên, sau bão dự báo số ca mắc sốt huyết có nguy cơ tăng hơn. Trong và sau bão lụt, thì nguồn nước và môi trường thì bị ô nhiễm nặng nề do nước thải, xác súc vật chết. Nó do là nhiều chỗ chứa đựng nước đọng quanh nhà, do các cái cống rãnh cũng như là dụng cụ phế thải chưa được thu dọn, rồi các cái bể chứa nước không có nắp đậy vân vân. Dự báo trong thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tương đương trước bão và có thể tăng lên do cái điều kiện hiện nay là cái thời tiết thích hợp cho sự phát triển của muỗi. Để phòng chống dịch bệnh sau cơn bão số 3, các cơ sở y tế tăng cường thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, vệ sinh môi trường tại 11 trên 15 quận, huyện với 131 xã phường, 546 thôn, tổ, xóm. Phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại 54 xã phường với 114 điểm tổ chức phun cho 328 hộ gia đình, đồng thời thực hiện các hoạt động giám sát vector, giám sát bệnh nhân, huyết thanh trên địa bàn thành phố, xử lý triệt để các ổ dịch trên địa bàn các quận, huyện. Truyền thông phòng chống dịch sốt xuất huyết tới người dân, phát bài truyền thông trên loa phát thanh phường xã. Tôi đã xử lý công tác vệ sinh môi trường thì là gần như là chúng tôi đã hoàn thành rồi. Thế chỉ còn một số ít những cái điểm nguy cơ với tập kết rác thải với cái số lượng lớn ấy. Chúng tôi cũng đã lên một cái kế hoạch rõ ràng cụ thể là 10 địa điểm ở trên địa bàn quận Kiến An này. Đấy, thì là chúng tôi sẽ tiến hành là phun diện rộng những cái điểm nguy cơ đấy. Thời tiết thất thường và mưa nhiều nên xuất hiện các ổ chứa nước tự nhiên. Các dụng cụ phế thải với số lượng lớn là điều kiện thuận lợi để cho các vector truyền bệnh phát triển, nguy cơ bùng dịch tăng cao. Vì thế các quận huyện tăng cường công tác thu gom phế thải, dụng cụ chứa nước vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau mưa bão, cung cấp hóa chất và hướng dẫn cho từng hộ gia đình những vùng trọng điểm để xử lý môi trường, nguồn nước theo hướng dẫn phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Hải Phòng hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.